Làm mấy món của Việt mãi thì chắc là mọi người cũng chán rồi. Nay làm món của nước khác đi. Làm bánh taco nhá. Tốt nghịch, bạn cũng thế. Bột mì, cho thêm tí bột bắp, tượng trưng thôi, được rồi. Tại vì mình muốn cái màu nó lên đẹp đẹp một chút, thì mình cho nó một ít bột nghệ ha. Ít thôi, không cần nhiều, lên tí màu được rồi. Nhào bột làm bánh thì tốt nhất là nhào bằng tay không nhé mọi người, mình có thể cảm nhận được. Chứ không thì qua cái nơi lông kia nó cứ dở dở ương ương của gì. Ủ này cho bột nó nghỉ 20 phút ha. Mình làm mấy cái bánh taco mọi người ạ. Nhưng mà mình có xem một cái công thức ở trên mạng thì nó bảo là phải cho một ít bột nở, là mình có đi mua bột nở về. Thì cái bột nở của mình thấy nó là cái gì sodium gì đó. Sau khi mà mình chiên lên, thứ nhất là nó không dẻo cho lắm. Mình bẻ một cái là nó gãy này. Thì mình nghĩ là nó bị phèo rồi. Bột ở đây thì mình làm bột mì và bột bắp. Cái này lần đầu tiên mình làm. Và cái thứ hai và cũng là cái quan trọng nhất là mình ăn cái bột. Nó có một cái vị gì đấy, nó lở lợ ở đầu lưỡi nhưng mà nó rất là khó ăn, nó không giống như bột ngọt. Một cái vị, không, nói chung là mình ăn mà mình muốn vẹ. Mình nghĩ là có thể là do mình cho cái bột nở hơi nhiều và cái vị đó từ cái bột nở mà ra. Mình có ngửi thấy sơ sơ cái mùi đấy, nói chung là không ổn một chút nào. Thà mình làm bột mì với lại bột bắp không thì có khi còn ok. Thì nguyên liệu đã chuẩn bị xong xuôi hết đây rồi. Có thể, có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ độ nó làm một cái món khác. Mua ổ bánh mì ở ngoài về nhét vào topping ăn chẳng hạn. Gần như là những cái món gì mình làm đầu tiên thể nào nó cũng xảy ra vấn đề, nó không bị cái này nó bị cái kia. Thế nên là chúng ta nên trân trọng đầu ăn và đầu bếp nhé. Tại vì để làm ra được một cái món ngon cho chúng ta ăn thì chắc là người ta cũng fail rất nhiều lần rồi. Vậy là viết ngày hôm nay fail nhé mọi người, nhưng mà nó đúng với tôn chỉ của tôi nghịch, bạn cũng thế.